nhớ lón hả? Trời không nhớ. Vậy hả? Khoai ông bắt đồ ai không biết. Đó cái giếng cho ai nữa. Nè, xưa có cái giếng tụi tôi tới xách nước. Giếng ca. Giếng ca. Vậy ông Sáu không có giếng này, ông Sáu hồi đó là hàng vào cái giếng này là nằm hàng vào rồi, cái giếng này nè. Là ông Sáu xách nè. Là ông Sáu này giếng này xài chung á hả? Đúng rồi, giếng đó ông hồi xưa phải không? Đắt rồi ngay chỗ này luôn. Ngày xưa cắm. Tôi đi cũng 35 năm rồi. Ở ngục đâu đó. Hồi đó chỗ đây là cây dừa đục cây này. Ai nấy cũng là gì? Con cái đùm đùm bọc bọc hết trơn rồi, già hết trơn. Trời chứ hồi nhỏ giờ già. 35 năm ớ. Thì ấn không? Đâu biết tôi đâu. Sao không biết, giờ mình là thấy nhưng mà biết anh em chứ không biết tên gì thiệt. Anh. Em, anh và em. Em buồn lớn không? Nhớ không, nhớ. À, bà không biết tôi hả, Cường nè. Dạ. Ừ. Ấn theo ấn, không biết hết á. Thay đồ không biết hết. Đồ với lại biết hết á. Chúc đồ anh, chúc luôn. Chúc, chúc anh. Anh chúc luôn. Theo mới mà nghe qua theo mới vô bóc ba mộ đó mới chỉ lên đây nè. Vậy hả? Theo bữa vô đây nè. Bóc mộ xong ông lãnh tiền cũng nhiều lắm mà.